thêm thăng ngô bay đỡ khâm bồ đừng hồi xuân đấng bi lăng chậm canh lũ bố kẻ chúng non nhung thua bi ơi ngoan mà lèo canh tục mình đám quê ta tâm đảng soi sáng soạn dân chúng sướng vô tay. Cảm ơn bác Dũng nha. Cảm ơn các bà. Tặng hoa ly. Bye các bà nhá. Cảm ơn các bà nhá. Hẹn gặp lại nhá. Vâng. Dạ vâng. Hôm nào gặp nhá. Chú nhá. Về nhá mẹ đây. Ok. Chào mẹ. Bye bye. Bác Trự ơi, tinh thần thế nhá. Vâng, cố gắng. Vâng, chào bác. Vâng, cảm ơn bác. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu. Các bạn ơi, Xuân Hữu đang ở nhà hàng. Và ngày hôm nay Xuân Hữu với bác Trự. Bác Trự là trưởng đoàn của Hội Đam mê Hát Then Đàn Tính tỉnh Hà Giang. Và là những người có uy tín ở trong thành phố Hà Giang. Và hôm nay là hai bác cháu đón các bác nghệ nhân. Vừa rồi là hai bác cháu đưa các bác nghệ nhân đi biểu diễn hát then trong chương trình giao lưu hát then đàn tính toàn quốc ở tỉnh Tuyên Quang. Và hôm nay là bác... Hello, chào các bạn nhé, chào mọi người. Hôm trong quá trình thời gian là thầy trò đã đi giao lưu hội hát then, đam mê hát then đàn tính tại Tuyên Quang. Thế là trong quá trình thời gian đi về đến ngày hôm nay là gọi là tạm sơ kết trong buổi đi trình diễn về. Thế là hôm nay thì đang đón các diễn viên là đang đến đây chuẩn bị là họp mặt để chung vui bữa cơm tại nhà quán Hạ Thành Quán. Vâng, chào mọi người. Bác Trự là thầy then cả nhà, vâng. Bác là về tâm linh. Mà hôm nay tôi là rất là háo hức. Nguyễn Văn Trự là hiện tại bây giờ là chủ tịch nghệ nhân nhân gian của xã Phương Độ, cũng là thầy then và người uy tín của xã, cũng là trực tiếp người dẫn đoàn đi tham giao lưu đam mê hát then đàn tính toàn quốc lần thứ 4. Vâng, chào mọi người. Bây giờ bác cháu mình cùng đón các ba. Các bà đến kìa. Đến đây. Các bà ơi, mà lo. Hôm nay là hội tụ các nghệ nhân đấy. Đầy đủ hết cả nhà. Hôm nay là cũng vừa đi về đây, rất là vui. Hôm nay là trong hội là sẽ tổ chức một bữa cơm để giao lưu với nhau. Chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Chào bác nha. Sao hôm nay đội mũ khác đi? Bác mà là giật tay một tí. Cái này không phải là đấy. Chào bác. Khởi lết ạ. Xa nhất. Rồi về đi vào nhà đi. Kem ơi chào các bà đi, vào nhà đi. Ô, còn có cả mẹ Tông ở đây kìa. Chào mẹ Tông à. Chào thầy à. Chào thầy. Lấy nước cho các bác em ơi. Kem ơi. Ông nằm mà hả các bà này. Đây là các bác nghệ nhân hội tụ. Bác kia làm che không? Làm che đúng bác này. Bác khám bữa này làm che cái đấy là làm khem mấy đấy. Lan cũng mấy kia đấy làm khem đem nữa. Hôm mình. Đấy. Đấy, bà đang chỉnh lại trang phục cho các cháu ơi. Này là tài pát hấn mỹ lên bài lan lùa. Mấy này là nung bách hàng khéo. Phở nung càng phung phinh cơ mà nó bán nó. Hello. Phải lia vào gần. Đấy, em Huệ là nhân viên của quán nhá cả nhà và là người ở trong làng luôn. Đấy, bác thấy em Huệ mặc trang phục chưa đúng mà bác đang chỉnh cho. Đây làm Vâng, vâng. Đấy, bác đang bảo là cháu phải mặc đẹp vào, mặc đúng ấy, không thì mất bản sắc, mất hình ảnh, không được đẹp. Bác đang dặn em Huệ thế. Anh Minh các bác rất là quý. Giờ này bác còn may nhiều quần áo không bác Hân? Có chứ. À, bây giờ đã may điệu. Mang may điệu ạ? Hôm nay vẫn may điệu. Vâng. Tí nữa cháu sẽ liên hệ với bác để chúng ta. À, bạn Tông à? Tông cháu. Ô Tông à? Chào Tông Minh. Xin mời nhá. Đây là bạn là Tông của Xuân Hữu ơi. Chào bạn Tông nhá. Bạn Tông khó vai lèn. Có món bài thuốc rất hay đấy. Xin mời bạn vào trong kia cũng được. Em ơi lấy nước cho anh Minh. Được các bác. Hôm nay là 4 mâm cả nhà. Đó, thì đang sắp xếp cho các bác 4 mâm thì hơn. Vừa rồi là Xuân Hữu dẫn đoàn đi là 30 người. Gồm toàn là các bác nghệ nhân lão thành cách mạng ở trên xã Phương Độ này. Đấy là những cái nhạc cụ vừa rồi em đi trình diễn này. Đàn tính. Và đây là cái rượu cần mà anh Cửu trên Yên Bái tặng cho đoàn. Tất cả là mọi người cũng hơi mãi đi nương rồi, là có người là không có người thay thì cũng hơi buồn. Bây giờ con thang có mấy người nữa nhỉ? Xem mà có ai bật điện. Có 4 người nữa à? Bây giờ thế này nhá, cái thời gian chờ đợi thì cũng không còn nữa đâu. Ai đến sau ăn sau vậy thôi. Thế thì bản thân xin thông báo thế này. Thế thì trong quá trình thời gian đấy là được phép là được đi giao lưu hội, được đi giao lưu hát then đàn tính toàn quốc lần thứ 4. Thì trong quá trình thời gian chúng ta đã luyện tập và đã thực hiện được một sự rất là tốt đẹp và đạt được thành công rất tốt. Thế thì trong quá trình thời gian mình đi đến từ Tuyên Quang, thế thì bản thân đấy thì cũng thấy mặt cho đoàn Hà Giang đấy, thì cũng thấy là đoàn mình đi đấy là rất là phấn khởi đấy, hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng mà vui nhất là không ai bị ốm đau đó, thế không ai được đau bụng, rồi là không ai phải đi viện, rồi là không ai phải ốm đau. Điều đấy là mình rất là phấn khởi. Thế thì trước tiên đấy bản thân cũng xin phép toàn đoàn thế này. Từ khi thành lập cái hội đam mê hát then đàn tính, toàn hát then đàn tính, thế thì trên cái xã Phương Độ thì mình cũng đã thành lập được, là đã đi tham dự giao lưu được 2-3 tỉnh bạn. Thế thì trong quá trình thời gian mình đi ra giao lưu, nhất là đợt đi Điện Biên ấy, thì cũng được là tỉnh Điện Biên người ta rất là ca ngợi. Thế và cũng gửi lời đến tỉnh Hà Giang và chúc đoàn Hà Giang mình ấy thì một cái sự rất là nhiệt tình và đi xa rất xa, nhưng mà cũng lại là tham gia rất là nhiệt tình và đạt được kết quả rất cao. Thế thì còn đâu đến vừa qua đây ấy, mình đi giao lưu với tỉnh Tuyên Quang. Thế thì trong tất cả như là hôm qua chị Bảo An cũng gửi lời lên là chúc đoàn Hà Giang đấy, trong 2 bài, một bài giao lưu và một bài trên sân khấu thì rất là tuyệt vời, được các lãnh đạo đấy nhiệt tình và một lời chúc cho đoàn Hà Giang đạt được thành công rất tốt đẹp. Đấy, người ta vừa hát vừa nhảy vừa uống rượu cần nhá. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhường lời cho anh Hiếu, cũng là trưởng đoàn Hà Giang, cũng là trực tiếp là thầy dẫn đoàn đi về. Thế thì anh cũng có đôi lời. Cháu ơn những lời chia sẻ của bác Trự. Phải nói là hôm nay rất là vui khi mà đoàn của chúng ta như bác Trự chia sẻ, đi giao lưu thành công tốt đẹp. Và đặc biệt là đoàn Hà Giang của chúng ta được các tỉnh khen ngợi hát rất là hay, múa cũng rất là hay. Và sau khi chúng ta giao lưu về thì con mong các bác chúng ta tiếp tục tập luyện. Và sang năm chúng ta sẽ đi giao lưu tại tỉnh Cao Bằng. Và cái lịch cụ thể như thế nào cháu sẽ họp ban tổ chức với các tỉnh. Sau đó cháu sẽ thông báo cho bác Trự. Và trong ngày hôm nay thì cháu cũng thông báo với các bác biết luôn là bác Trự sẽ phụ trách về tất cả các nội dung tập luyện ở trên này. Toàn quyền bác Trự sẽ là người quyết định đưa đoàn đi và dẫn đoàn đi như thế nào. Còn cháu là sẽ phụ trách họp ban tổ chức của các tỉnh và trực tiếp thông báo với bác Trự. Còn về đây là ở tỉnh Hà Giang thì mọi thứ sẽ là để bác Trự quyết định hết, từ tổ chức nội dung tập luyện, những cái bài đi tập luyện là như thế nào, cháu sẽ giao cho bác Trự. Vấn đề này cả đoàn mình cùng nghe theo sự chỉ đạo của bác Trự để chúng ta tập luyện một chương trình hay nhất có thể để chúng ta đi giao lưu với các tỉnh, với bộ mặt của tỉnh Hà Giang. Đã đi sang các tỉnh khác thì chúng ta phải nhiệt tình và hết mình. Hôm nay cũng rất là cảm ơn các bạn đã sắp xếp thời gian, mặc dù là công việc của gia đình trong làng cũng rất là nhiều việc, vào mùa này cũng mới nhiều đi, mở hát đi, mở đi. Bây giờ là mình ra bát ra đứa đi các bác ơi. Mở đi, mở hát đi, mở đi, mở đi, mở ăn đi, mở ăn đi, mở đi, mở đi, mở đi, mở đi. Ôi Hạ Quán ơi, vào với gia đình đây, vào đây. Đây, vâng. Hôm nay là mình rút kinh nghiệm nhá, trong quá trình vừa rồi đi Tuyên Quang là có gì sai sót là các bác là bỏ qua cho thầy Trự với thầy Hiếu nhá. Bây giờ dậm nào cả nhà mình ra ly đi ạ. Nào uống với mọi người nào. Trong quá trình thời gian là đi là về là vất vả rồi nhá, uống với mọi người nhá. Vào đây, vào đây, mọi người nâng chén đi. Còn thiếu ai nhỉ? Đâu rồi, đâu rồi? Còn thiếu 4 người nữa. 4 người nào? Kệ nó thôi. Được ạ, đến sau một tí được. Vâng. Nào uống đi các bạn ơi. Nâng ly đó. Rất chúc mừng nha, sự thành công lắm rồi. Chúc mừng cho sự thành công của chúng ta đi giao lưu về, nhưng bác Trự chia sẻ không có ai bị ốm đau gì cả. Mà đặc biệt là đoàn Hà Giang mình là tung còn vào trúng điểm tâm còn nha, không có đoàn nào. Đâu đi nhá. Rồi. 1 2 3 4 3 rồi, uống đi, uống đi nào. Nha, chúc cả đoàn nha. Đấy, rồi. Có món quà của Hạ Thành Quán tặng cho đoàn chúng ta cùng nâng chén rượu và nhận món quà với Hạ Thành Quán. Vâng, vâng, rất cảm ơn. Vâng, vâng. Đây nha các bạn ơi, các bạn nâng lên trên đây này, Hạ Thành Quán chúc cho đoàn chúng ta một món quà, chúng ta nhiệt liệt hoan hô đi, vỗ tay lên, vỗ hoan hô, vâng, vâng. Vâng, xin được gửi lời tới Hạ Thành Quán, tất cả các bác, các cô, các chị. Hôm nay là cháu từ Điện Biên, cháu tên là Khánh, cháu là quản lý của Hạ Thành Quán. Thay mặt cho các anh chủ của nhà hàng, cháu có món quà gửi tới các cô, các bác, các chị. Chúc cả đoàn mình một sức khỏe và một bữa trưa ngon miệng tại Hà Thành Quán ạ. Vâng, hoan hô, vâng. Vâng, là một món quà từ là trà hạt, trà là trà sáng tuyết. Vâng. Từ tay ông chủ lên chỗ bản làm dân làm mình ấy. Không, ở trên trên là trà này rất là chuẩn. Vâng. Minh dập trời. Dạ vâng, một lần nữa tôi xin cảm ơn. Vâng, rồi chủ nhà hàng xuống chung vui cùng với đoàn để chúc cho đoàn mình đi hôm đợt này thành công và sang năm thành công và thành công nữa. Vâng ạ. Cháu cảm ơn nhá. Vâng. Vâng. Ai uống sau là phải uống 4 chén. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây Hiếu ơi, vào đây. Vâng, nó ra về hết chưa? Không, không phải chờ nữa nhá, mình cứ tự nhiên đi thôi, uống đi bạn. Rồi bác cháu mình mời các chị em nào. Ôi, mời các chị nhá. Rồi, cô ơi, cháu thầy mời cô với lại các chị em. Cả nhà mình cố gắng nhá, tới này tập luyện tốt để chuẩn bị đi Cao Bằng nhá. Có điều gì đúng rồi, không cản cho nhá. Bỏ qua cho cháu em bác Trự nhá. Cháu làm cái gì không tốt thì cũng phải thông cảm cho. Không quen làm, không quen làm xếp. Nhiều lúc nói anh có là phải nói cho nhau nhá. Ok. Anh bảo là không quen làm xếp thông cảm cho nhá. Mình càng thông cảm nữa, liều nữa. Đẹp lắm. Nào, các bạn ơi. Lên nào. 1, 2, 3, lên. Đấy, tới này tập luyện là có vấn đề gì vướng mắc thì cứ ới cháu với bác Trự, còn cháu sẽ hỗ trợ sang năm, nhưng mà mình phải tập luyện từ bây giờ. Ôi, cháu thầy Giang mời các bà nhá. Đúng rồi, hai bé ít tuổi thì thôi. Cho em thầy xin một tí chị nha. Chị lại không biết rót rồi. Sang năm cho các phái gia đi một là à, mi cắn là nền nữa. Hôm hở nữa vậy hả lan nữa. Lo hở nữa. Hai bé thôi. Lan khai bé cân bà hạt thanh bàn kèo rồi. Các bạn ơi, mình lên một cái nhỉ. 1, 2, 3 lên. Hai bé là ít tuổi, cố gắng nhá. Tới này đi học với bác Bành. Còn cái gì mà không ấy thì cứ hỏi chú sẽ hỗ trợ về vấn đề đàn và giọng hát các thứ nhá. Đây là các bạn trẻ năm nay tham gia chương trình giao lưu hát then toàn quốc là một điều rất là tuyệt vời. Rồi, sang các bá bên này. Một chuyến là thành công rồi. Mà hôm nay thì ngồi vui với nhau để nói chuyện với nhau cho vui, và tiếp bước nữa thì thứ nhất là trưởng phó đoàn thì có điều gì sai, sơ suất thì mong cả đoàn thông cảm cho. Rồi. Bác ơi. Hơi xa bên đấy cháu lại không với được. Để bác lấy về đây để cháu rót ạ. Ok. Cháu xin. Mà khá là lai lẩu hả? Sang năm thuyết mình thi trang phục của anh chị đợi nhá. Sao lại đội người khác? Chị lên sân khấu chị run lắm, nói chung là chị làm du lịch thì chị phải tập ai mới đầu cũng thế chị ạ. Đâu chị có đâu. Cùng chị vào chị nói gì cũng được, nhưng mà không có gì là lên sân khấu là chị run nó cũng nói được thôi. Đấy, tới này chị cứ tập luyện nhiều, nói đi nói về nhiều là quen đâu mà. Đây là rượu nhà bác Trự đấy. Vâng, đây là rượu lộc nghiêm luôn. Vâng. Cả nhà nào. Đoàn kết, con mời các bác nhá. Vâng. Các bà cố gắng nhá. Cháu bây giờ cháu làm cho anh Thắng, cháu ở đây rồi, các bà mà có vướng mắc về đàn đóm cứ lên đây cháu hỗ trợ cho nhá. Nào, 1, 2, 3, rượu. Con mời các bà, mời chị nhá. Vâng, chúc mừng cả đoàn. Cảm ơn. Bye bà nữa. Bà, cố gắng nữa. Bà nữa. Đấy. Vâng. Chúc bất tài do tí do khỏe mạnh. Đúng rồi. Cảm ơn cả nhà. Mình cứ dùng tự nhiên nhá. Các em lấy cơm cho các bà. Lấy về bên này được. Đấy, đặt đấy. Tàng ơi rừng trăm trương là một lương mày ma cũng lương gương. Lời nàng à lời ơi, chắc là Dung bằng cuối ơi này à bừng à vẹt à đằng à dù sáng ly na lệ khẩn na dây non ơi nàng à non. Thầy Hiếu thì và cùng với nhà Hà Thành Quán đấy thì là chúng ta cũng uống nước nhớ buổi vậy đây mai ta đi đâu lại về đâu lại về đây lại về vui với nhau Hà Thành Quán các bạn nhé vỗ tay. Còi nè, hứa còi nè. Không, hát bên này mới hay. Hát bên này mới hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sắp đúng mỗi đường dân đã bóng nó buồn bóng sâu ơi đời sống đầy tôi bóng ban chân chạm nhà non bật qua buổi vô tay. Cảm ơn bác Dũng nha. Cảm ơn các bà. Tặng hoa. Tặng hoa ly. Bây giờ chẳng chú đáp thôi, chú ơi về cháu không đáp được chú thôi. Chú đáp lại. Bye các bà nhá. Cảm ơn các bà nhá. Hẹn gặp lại nhá. Vâng. Nhà chơi các bạn nhá. Dạ vâng. Hôm nào gặp nhá. Chú nhá. Về nhá Miền ơi. Ok, chào Miền. Bye bye. Bác Trự ơi, tinh thần thế nhá. Vâng, cố gắng. Vâng, chào bác. Vâng, cảm ơn bác. À còn chào các bạn xinh gái lên nữa chứ nhỉ. Phải nơ. Bye bye nhá. Xe đấy à? Anh Mức đi ra đây, anh Mức. Đợi em đã. Không lễ ô cho các bác. Anh về đây. Vâng. Chào anh nhá. Hẹn gặp lại nhá. Cảm ơn anh nhá. Chào em. Con là